Chào mừng các bạn đã đến với vlog tiếp theo của gia đình Hằng Nheo. Ngày hôm nay Quỳnh Nhi dẫn các anh chị đi đâu nào? Em đi tàu gì? Tàu cao tốc ở trên cao. Tàu cao tốc. Vừa nãy em mới nghe tiếng ấy, em sợ lắm. Mới nghe tiếng thôi mà đã sợ. Quỳnh Nhi đi lần nào chưa? Có chưa ạ. Ừ, Quỳnh Nhi thì chưa đi, bố Hùng cũng chưa đi, nhưng mà mẹ Hằng được đi một lần rồi. Và bây giờ thì mẹ sẽ dẫn hai bố con đi nhá. Vâng ạ. Đi cái này sướng lắm. Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi mua vé nữa nha. Các bạn ơi, đây là lần đầu tiên mình đi tàu cao tốc ấy. Không biết là đi như thế nào nhỉ? Bây giờ mình mua vé đi. Bây giờ là mua vé nha các bạn. Đây. Chúng ta đang ở đây nè, Quỳnh Nhi ơi. Ra Cát Linh nè, và chúng ta sẽ đi qua ở đây. Mình đến điểm nào thì mình sẽ dừng ở. Mình đi đến Phùng Khoang nhá. Mình đến Phùng Khoang xong rồi mình dừng lại, tại vì vào chợ một chút nữa. 11.000 mà ba vé là 33.000. 33.000 các bạn ơi. Máy này có giả lại tiền không này? Không biết nữa. 20.000. Nữa là 40. Xác nhận có trả lại tiền thừa đó. À thế này. Con Quỳnh Nhi cầm tiền thừa đi. Em tiền. Lấy được vé rồi. Vâng. Quỳnh Nhi lấy được tiền thừa rồi. Bây giờ chúng mình lên tàu. Các bạn ơi, chúng ta phải có cái thẻ này thì chúng ta mới đi được nha này. Quỳnh Nhi một thẻ. Bố Hùng một thẻ. Rồi. Rồi lên đây. Đâu? Quét vào đây chỗ này. Đâu? Rồi, cửa đi rồi, Quỳnh Nhi ra. Thôi bye bye Quỳnh Nhi đây. Đây. Bây giờ bố Hùng vào. Tí nữa thì Quỳnh Nhi bị nhốt trong này. Đúng không? Vâng. Đây, bây giờ là gần 4 giờ chiều rồi. Rồi, với cái này ngon. Cẩn thận. Đây. Ở đến đây nha các bạn nha, mỗi ga là có một màu riêng biệt, và ga Cát Linh thì có màu xanh nước biển nè, giống màu áo của Quỳnh Nhi nè. Không biết là trên này có đông hành khách không. Ui, có vẻ có bao nhiêu hành khách rồi đấy. Lên đây chụp một vài bức ảnh nha bố Hường nha. Có đã có tàu chưa? Đâu. Lên luôn nào, đi lên trên nào xem có rảnh chỗ thì mình ngồi. Đây đây con này. Ở đây không? Chưa kịp check in mà đã có tàu rồi nên là lên luôn nhỉ. Mang đây, vâng. Mang mẹ đây. Cho vào túi Quỳnh Nhi nhá. Vâng ạ. Ừ. Đấy, bình thường Quỳnh Nhi cứ sợ là đi tàu tưởng thế nào đúng không? Vâng. Ai ngờ là tàu giống như kiểu là tàu hỏa xe buýt thôi nhở. Nè Quỳnh Nhi ơi, tàu chuẩn bị chạy rồi. Thấy không? Ừ. Chuẩn bị đi rồi nhá. Vâng. Háo hức không? Có. Ôi, bắt đầu chuyển động. Bye bye. Nhìn này, bye bye mọi người. Bye bye. Nào, con lên đây chuẩn bị cho con xem. Đó. Bắt đầu ra ngoài rồi nè. Thấy sao? Ở đây có đứng được nè. Ai mà đứng thì đứng lên đấy để ngắm cảnh được. Hạ Long. Hà Đông. Cát Linh Hà Đông. Hello. Quỳnh Nhi bắt đầu say. Quỳnh Nhi có say xe không? Không. Không. Cái này chỉ giống ô tô cả. Cái này thì giống ô tô thôi mà. Chẳng qua là người ta đi ở trên cao thôi. Đó. Đây này, đây này, có tàu đang về chứ kìa. Giống bình thường thôi đúng không? Vâng. Nào đi thử xem nào.
đi say rượu. Tinh ơi, chúng ta vừa qua Royal nè. Đấy. Ở trên này nhìn thấy toàn cảnh luôn. Ở trên này mình thấy không cảnh mà sao mình chả thấy máy bay cả. Máy bay á? Vâng. Trên này mình làm sao thấy máy bay được? Nhưng mà tại vì hôm nay trời nhiều mây nên không có máy bay đâu. Quỳnh Nhi sắp xuống rồi. Đã đến ca đồng pha rồi, chúng mình xuống ở đây nha các bạn nha. Ô mẹ ơi sao lại xuống? Rồi xuống á, chúng ta chỉ đi trải nghiệm thế thôi đúng không? Tí nữa đi, xuống đây mẹ đưa Quỳnh Nhi đi chơi. Đi chơi đâu? Đi chơi ở cái chỗ này này. À, có đâu có mà. Ra đường đây thôi. Xuống nha. Rồi ra đây đợi cửa mở xong đi. Kéo. Đang té. Ra rồi các bạn ơi. Đó. Đây, người đã là ấy rồi. Ra đi nhí, ra đi. Ra đây chụp ảnh đi. Từ từ, nhà cứ như đứng đây xong rồi chỉ quay cái trend. Nhìn bên trái. Từ từ, bắt đầu tàu đi là nhìn bên trái. Em mới trả á. Dòng người vội vàng lướt qua. Đấy. Wow, bye bye đi. Bye bye. Đi. Trốn bố Hùng. Quỳnh Nhi thấy đi tàu cao tốc trên cao này thế nào? Con thấy vui ạ. Vui. Có vẻ cũng nếu mà ai mà say xe ô tô thì đi tàu này vẫn say đấy, nhưng mà đi được cái trên này là đỡ tắc đường luôn. Quỳnh Nhi ơi, đứng trên này nhìn xuống này, thích không? Có. Wow. Ý, nhìn ô tô kìa. Vâng. Đây, ga phòng khoang có màu, đây là màu xám, màu nâu của Quỳnh Nhi. Đó, tàu xe ở trên kia kìa, tí nữa tàu ra thì sẽ đi ra, chúng ta nhìn thấy ở bên này này. Nhi ạ. Nhưng mà tí nữa tàu ở đâu? Tí nữa tàu sẽ đi vào cái đường này này, chúng ta sẽ thấy mà. Hay ở đứng đây đợi một tí nhá. Vâng. Một tí để nhìn thấy tàu nhá. Vâng ạ. Các bạn ơi, Quỳnh Nhi đi cái tàu này nghiện rồi, bây giờ cứ đòi đi nữa thôi. Nhưng mà mẹ bảo là thôi xuống đây đi, tại vì đi tiếp cũng như thế thôi mà đúng không? Tí nữa để đứng đây đợi xem là ở trên kia tàu đi như nào nhá. Cho Quỳnh Nhi nhìn thấy nhá, tại vì Quỳnh Nhi bảo là tàu này đi sao mà chậm thế. Chậm thì sao lại có tên là tàu cao tốc ở trên cao được? Ai ơi! Hả? Cho con ăn xiên đi. Ok, ăn xiên nha. Vâng. Đây, cẩn thận. Đúng rồi, lấy khay các bạn đi ạ. Đây là chị. Vâng. Bao nhiêu một xiên hả chị? Có nhiều loại lắm, đây là thịt cá không? À. Con gái bê mẹ này. Con ơi, cẩn thận xe nhá. Bây giờ ăn xiên nha, cho Quỳnh Nhi chọn này. Quỳnh Nhi đi chọn gì chọn? Ăn xiên xem xiên gì? 5.000 thì 6.000 một xiên. Vâng. Cái này 10.000 3 xiên, cái này 10.000 3 xiên. Ở trong này đắt hơn 8.000 thôi. Vâng. Nào, cho Quỳnh Nhi ăn thịt cái này nhá. Vâng. Chọn vào đây. Mỗi người một cái. Ok. Vâng. Ta chị ơi, thơm quá. Em muốn ăn lắm rồi đấy. Là thế này thôi nha. Chị ơi em gửi. Vâng. Mẹ ơi cho con uống nước. Con muốn uống nước gì? Uống nước gì con? Ở chỗ này có nước gì? Ở chỗ này á, mẹ thấy có nước trà tắc này, nước cam này. Con uống trà tắc đi. Trà tắc đi á. Trà tắc ít đá nhá. Vâng. Ok. Quỳnh Nhi mời các anh chị chưa? Em mời các chị ăn à. Đây, mời tất cả các bạn ăn cùng mình nha. Ăn cùng gia đình mình. Đó. Mời hai mẹ con ăn nhá. Dạ. Quỳnh Nhi ăn gì nào? Ăn gì đấy? Con ăn cái này không? Cái xiên này này con. Đây là thịt phô mai à? Mẹ em chả biết được. Wow, ngon chưa? Quỳnh Nhi ăn nhiều rồi nhá. Vâng anh chị ơi, em đi tàu nên là giờ đói rồi. Vâng. Các anh chị ăn cùng em nhá. Vâng ạ. À. Đây, mẹ Hằng thì ăn một xiên, đây là như kiểu là nem ấy. Ngon nhờ? Vâng. Các chị ăn ngon quá. Tại
vì em đang đói. Em đang đói nên là ăn cái gì cũng thấy ngon. Nhìn này, thì bát nước chấm này các bạn ơi. Wow. Mẹ phải chấm nhiều cho cay nha. Cay xé lưỡi luôn. Ủa, cay xé lưỡi mẹ lại uống nước của con. Đây là lần đầu tiên Quỳnh Nhi ăn ở ngoài này phải không? Vâng. Ngon không con? Cái thịt xiên này là lần đầu tiên phải không? Đó. Ăn nhiều nhá, con ăn cái này không? Đây này bố đưa cho. Con ăn hết cái này vào. Thì ăn thịt đấy à? Con thích ăn cái đấy hơn. Ăn hết đi, tí mẹ lại lấy nhá. Vâng ạ. Mời tất cả các bạn ăn cùng mình nhá. Trong này có phô mai các bạn ạ. Ngon lắm. Ăn cái đùi gà đi. Này á. Mẹ ơi, con ăn này nha. Vâng, con ăn cái gì con ăn? Vâng. Ôi, đùi gà hả? Ơi, con cũng không biết, cái này con ăn rồi. Con ăn rồi nhưng mà con không biết á. Cái này có phô mai đó. Ui, kéo nào. Ở trong có gì đấy con? Ở trong cũng có phô mai à. Trong có phô mai. Ôi, ngon thế nhờ. Tí mẹ cũng phải gọi một cái cho mẹ mới được. Ok, ăn đi. Mẹ thèm à. Mẹ thèm, mẹ nhìn con ăn mẹ thèm quá luôn. Mẹ cũng ăn rồi đây. Ừ. Nào con ăn đi. Để xem Quỳnh Nhi ăn được mấy xiên. Wow, các bạn ơi. Wow, kéo dài thế. Cái này tôi cà bạn... mà có cay đâu. Các bạn ơi, ngon quá. Ngon quá trời luôn. Các chị ơi, em sẽ bắt cá nha. Nào, cái gì bắt cá xem được con nào không? Đấy, con màu gì đấy? Màu đỏ, thiên màu đỏ luôn. Thiên màu đỏ luôn, con cá màu đỏ luôn. Ui dồi. Nào. Đó. Quỳnh Nhi bắt cá. bắt cá trong cái cốc. Bắt cá trên cạn đấy à? Cá trên cạn. Ồ, cá trên cạn nhưng mà vẫn bơi được. Wow, mà. Wow, cá màu xanh này. Vâng. Màu vàng này. Màu gì cũng có mà. Đây, cho Quỳnh Nhi con cá xấu này. Màu xanh à, con cá xấu này. Con cá xấu mà sao con cá? Đây. Uống ít thôi, không là no, không ăn được cơm đâu. À, ăn được cái này đâu. Bà thích. Trời ơi. Ui giời. Quỳnh Nhi ăn nhiều là mẹ vui rồi. Ngon không con? Có. Anh, các anh chị ơi, em ăn hết đùi gà rồi này. Đùi gà đâu mà đùi gà. Đùi gà gì nhỉ? Đùi gà pha ke. Đùi gà pha ke. Thôi Quỳnh Nhi ăn xong đi. Còn 3 xiên nữa thì Quỳnh Nhi ăn nốt đi nhá. Xong rồi mình về nhá. Vâng. Về lại đi gì nhỉ? Tàu cao tốc. Hai mẹ con ơi, đang làm gì đấy? Chào các bạn. Chào các anh chị, em đang đi mua đồ. Mình đi mua đồ à? Đã chọn được váy chưa con? Đây á, váy đây á. Đâu có xem chuẩn nào. Chuẩn bị đi chơi, đi du lịch nên là mua váy đúng không? Ê, mặc thử xem nào có đẹp không nhá. Ok. Wow, sao mà xinh thế này? Ồ, Quỳnh Nhi đứng ra đây xoay một vòng xem nào. Vòng. Ôi, đẹp đấy, váy hở lưng cơ á. Công chúa nhà nào mà xinh đấy? Hả? Nói to rồi chứ con. Các anh chị ơi, có thấy em đẹp không? Đẹp lắm, nhìn mặc váy đẹp như thế này cơ mà. Người đẹp mặc gì cũng đẹp phải không con? Vâng. Ừ. Để xem mẹ xem một váy nào đẹp nữa nhá. Vâng. Không để thử mấy bộ nhá. Vâng. Đây mẹ Hằng đang xem còn váy, xem váy nào nữa không. Đó, biết váy nào đây cho Quỳnh Nhi mà có đẹp nhỉ. Quỳnh Nhi thích cái này không? Quỳnh Nhi sắp đi chơi rồi. Cái này hơn hay thích cái bên này hơn? Hai cái. Hai cái luôn. Nào, hay là cái này Quỳnh Nhi? Màu này thì sao? Thử nhá. Vâng. Thử nhá. Các anh chị ơi, em thử cái này nhá. Các anh chị ơi, em thử cái này nha. Để xem cái nào đẹp hơn. Các anh chị ơi, nhìn em xinh chưa này. Các anh chị nhìn em mặc cái váy cam này với cái váy màu trắng lúc nãy thì cái nào xinh hơn? Vâng. Thế con thì con thích cái nào? Con thích cả hai cái. Rủi cả hai cái á, mẹ lấy đâu tiền mua? Con thích cả hai cái cơ. Thích hai cái, thế thử luôn cả cái váy trắng này nhá. Cái váy trắng này cũng giống như này. Nhưng mà hơi khác một chút mà. Khác gì? Đó.
được không? Chúng ta đi 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 chơi đi, mặc những cái này cho xinh nè, đúng không? Nhà. Và các anh chị được nghỉ hè chưa? Các anh chị được đi chơi chưa? Các chị ơi, thế váy nào đẹp hơn ba cái váy thế? Các anh chị đã thích cái nào? Thế Quỳnh Nhi thì thích cái nào? Cái này bồng bềnh chưa này? Con thích hai cái này. Con thích hai cái màu trắng á? Vâng. Hai cái màu trắng. Chị ơi, em mua được rồi này. Em mua được rồi, bây giờ em lại đi tìm tiếp xem có cái gì đẹp nữa không nha. Vâng. Trong này này. Bên này cũng nhiều này Quỳnh Nhi ơi. Vâng. Xem có bộ nào cá tính cho Quỳnh Nhi không nhờ? Quỳnh Nhi thích cá tính hay là thích điệu đà? Điệu đà. Điệu đà? Điệu đà nhiều rồi hay là xem một bộ cá tính xem? Cá tính là gì nè? Cá tính là mặc áo ví dụ như là crop top nè. Ơ, mẹ Hằng đi mua váy cho Quỳnh Nhi mà. Tại sao lại đi mua cho mình vậy? À. Mua váy cho Quỳnh Nhi nhưng mà mẹ thử một cái. Quỳnh Nhi, váy của Quỳnh Nhi đâu? Đây á, đây váy của con á, mới có được một cái. Được không anh ơi? Đây này, mẹ Hằng này. Cũng được đấy, anh thấy được đấy. Quỳnh Nhi thấy mẹ mặc đẹp không con? Xem nào, bảo không phải khen mẹ đi. Đẹp không? Anh thấy đẹp đấy. Dáng crop top. Ok, anh thấy ok đấy. Quỳnh Nhi thấy đẹp không con? Quá là đẹp luôn. Nhìn cũng đẹp á hả? Đẹp mà, như này đẹp mà. Đó. Cái gì cũng đẹp. Cái này tặng cho cái này mà chả biết thắt như nào. Cái là vạt à? Không phải kiểu dạng nơ nơ hay sao? Ok, anh thấy ok mà. Mua nhá. Ok. Mua cho Quỳnh Nhi, đi tìm đồ cho Quỳnh Nhi nhưng mà mẹ chốt được một cái rồi. Ok, tí ra anh trả tiền cho. Nhi ơi, tích cơ này. Tích cơ này. Wow, nhiều cái. Đây gấu râu này. Đây gấu râu này mình ở nhà mình có nhỉ? Ừ, giống ở nhà mình mà. Vâng. Có giống chứ. Này, đau lưng không? Đau lưng ngồi gối đây. Và đây xem một ít đồ nhé các bạn. Mẹ ơi, mẹ thích cái nào? Mẹ có thích cái này không? Cái này mẹ không thích. Để xem có cái bờm nào đẹp đẹp để mẹ mua để mẹ đi quay. Đây băng nhô. Ôi giời ơi, cái gì vậy? Wow, ở đây có nhiều sticker của cái Nhi thế. Nhi ơi, Nhi ơi, Nhi à. Vừa nhiều thế mẹ. Vâng, nhiều mà. Búp mà này cũng đẹp này. Wow, con chị mua ngoài này đẹp quá. Ở đây cũng có dấu dấu này. Ô, toàn cái đẹp thôi các chị ơi. Em ơi. Đẹp không con? Có. Cái bầm này đẹp không? Nó phải. Cái bầm này đẹp không? Cái này mẹ này. Cái này thì con mèo quá bình thường. Nè, hợp với cái váy thế. Nè, tôi nhìn ra cái gương cái soi xem có đẹp không? Các anh chị ơi, Pikachu này ở dưới này cô có Pikachu gì đấy? Ê, các chị ơi, Blackpink này. Blackpink này. Mẹ đâu nhỉ? Mẹ ơi, dạ. Ở đây có sticker Blackpink đây. Đâu? Thế mẹ có thấy chị Lisa không? Chị Lisa đây, chị Lisa đây, có nhiều biệt Lisa cơ à? À đúng rồi, đây là sticker Blackpink đúng rồi. Đây. Đây là Jennie. Đây. Đâu? Đấy là Lisa đây. Lisa là tóc mái bằng. Ui, vào đây Quỳnh Nhi có mà thích không muốn về luôn. Đúng không? Ơ, ờ, bên này cũng có Blackpink. Chưa tìm được bờm. Mẹ chưa tìm được bờm, Quỳnh Nhi sang tìm bờm giúp mẹ đi. Hãy
chị ơi. Đây có kính này. Mẹ ơi. Ơ mẹ ơi cái gì đấy? Cái này là cái que nặn mửa thôi. Ồ sợ thế. Ra đây chọn bơm cho mẹ. Đâu? Chọn bơm cho mẹ. Đâu? À, Quỳnh Nhi cũng muốn làm. Mẹ cho Quỳnh Nhi làm lưu dược phi luôn. Lưu dược phi là gì? Đây đây. Đây là cái bơm lưu dược phi. Đâu đâu. Từ đây gấu râu thôi. Nào. Dạ, lại ra. Bơm lưu dược phi. Các chị ơi. Đâu? Hả? Đẹp. Đẹp ạ. Không thích lắm à? Bố không chọn cho em cái bơm. Đây đây, gấu râu đây. Gấu râu ở nhà có rồi. À, mẹ ơi. Mẹ, đây là bài flower này. Ơ, nhảy đi. Ơ, chưa đến đoạn đấy. Tính là đến đoạn đấy mình nhảy nhá. Mình như là cái mê âm nhạc. Mẹ ơi, son môi này. Son môi đâu? Thế là Quỳnh Nhi đã nhảy trong flower rồi. Đi đến đâu cũng thấy nhảy. Mẹ ơi. Dạ. Bây giờ mình lại đi đâu đây? Bây giờ mình mua xong rồi, hết tiền rồi thì đi về thôi. Vâng ạ. À. Vâng ạ à, nhá, đi về thôi. Hôm nay đi mua đồ cho Quỳnh Nhi chuẩn bị đi chơi. Nhưng mà mới mua được có một cái thôi. Vâng. Sau mẹ lại đi mua tiếp nhá. Vâng ạ à. Bye các anh chị đi. Bye bye các anh chị. Các anh chị trong các video tiếp theo nha. Bye.